Chào các bạn nha. Hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào đang dùng cái ứng dụng Facebook mà các bạn muốn tắt những cái thông báo ở trên cái điện thoại của các bạn. Thì các bạn hãy làm theo video này. Thì rất nhiều bạn có thể là không muốn những cái thông báo nó hiện trên màn hình của các bạn hoặc là những cái thông báo không cần thiết. Thì các bạn hãy theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt những cái thông báo đó đi nhé. Ok. Rồi ok, thì tất nhiên để mà cài đặt được tắt những cái thông báo trên Facebook thì các bạn chắc chắn là phải có cái ứng dụng Facebook rồi. Thì đầu tiên thì các bạn vào truy cập vào cái ứng dụng Facebook cho mình nhé. Sau khi các bạn vào cái ứng dụng Facebook thì các bạn chú ý đến cho mình, các bạn nhìn thấy cái phần bao gạch ở trong cái phần giao diện chính nhé. Máy nào cũng vậy nhé. Thì có thể máy ở trên, có thể máy ở dưới, các bạn chọn vào cho mình phần bao gạch này. Sau đó các bạn kéo xuống cho mình là phần cài đặt và quyền riêng tư nhé. Đó, cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó các bạn chọn cho mình phần cài đặt chung. Ở trong cái mục này là phần cài đặt chung nhé. Trong cái phần mục cài đặt chung này, các bạn đợi và các bạn kéo xuống đến cái phần là đấy, bạn đã kéo đến cái phần thông báo cho mình nhé. Cài đặt thông báo đây. Cài đặt thông báo nhé. Máy nào nó cũng vậy nhé. Đấy, các bạn click vào cho mình. Và ở đây nó sẽ có rất nhiều những thông báo để bạn nhận thông báo về, ví dụ như bình luận này, thẻ này và lời nhắc này, hoạt động khác. Các bạn tiếp tục kéo xuống cho mình. Tiếp tục đến cho mình là thông báo đẩy nhé. Thông báo đẩy này các bạn click vào cho mình. Đấy, ở cái phần này thì ở trên máy Android nó sẽ hơi khác với những cái bạn nào mà lướt Facebook ở trên iPhone, iOS thì nó sẽ chỉ có phần hai phần thôi. Hình như là có phần rung và phần chuông thôi. Hoặc là nó có một phần hay sao ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà nó không có nhiều phần như này đâu. Các bạn nó cũng nhìn chung là chức năng nó như nhau thôi. Đó, thì các bạn có thể tắt cái phần thông báo đẩy này. Các bạn muốn nếu tắt hoặc bật nhé. Đấy. Và các bạn có thể chọn rung hoặc là đèn led đấy, đây này, đó các bạn có thể chọn phần rung này hoặc là đèn led trên điện thoại này, phát âm thanh này, nhạc chuông này, đó thì nhu cầu các bạn như thế nào thì các bạn có thể tắt đi. Ví dụ các bạn chỉ muốn rung như mình thôi, hoặc là các bạn chỉ muốn rung đúng chỉ muốn rung như mình thôi, không có phần nhạc chuông này, không có phần âm thanh, các bạn có thể tắt đi như này nhé. Đó, có tất cả những cái thông báo mà trên Facebook các bạn muốn nhận hay không. Đấy, thì cái cách này thì mình cũng thấy là cũng nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà những đó nhiều bạn cũng chưa biết nhé. Các bạn chỉ biết cái cách sơ qua bật tắt ở trên cái phần cài đặt âm thanh ở trên cái máy của các bạn thôi, còn để vào chi tiết cái phần thông báo đẩy ở trên cái phần Facebook này thì nhiều bạn cũng chưa biết. Nếu bạn nào thấy hữu ích thì các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình.